Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Khải Khoa Ke này các bạn ơi. Clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tự decor cho mình một cái cây thông Noel đẹp tuyệt cú mèo luôn các bạn ơi. Đẹp và theo cái cảm nhận của mình thôi nha các bạn. Tại vì mình thiết kế cây thông này là dành cho thêm nhà nghèo, thêm cả cha nha. Và chi phí mà chúng ta thiết kế cây thông này là chỉ 8k tiền sau và 20k viên kim cương thôi các bạn. Nó rất là rẻ luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta decor cây thông này nha. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Tin tin. Mà các bạn ơi, các bạn khi mà các bạn xem video mà các bạn thấy quảng cáo á, thì các bạn lấy chưa quảng cáo để ủng hộ mình nha. Vì các bạn lấy chưa quảng cáo thì mình mới có tiền để mình duy trì kênh được. Các bạn vào một cửa hàng nội thất, các bạn di chuyển qua bên phần mà có những cái khói các bạn. Các bạn mua cho mình là 5 cái khói cầu thang đắp qua tối. Và các bạn mua thêm cho mình là 2 cái khói cầu thang cỏ tối nhá nha. Hai cái này thì các bạn chỉ cần mua 2 cái khói thôi. Cái này các bạn chỉ cần mua 2 cái khói. Còn cái này các bạn mua cho mình 5 cái khói cầu thang đắp qua tối. Còn cái này thì các bạn chỉ cần mua 2 thôi. Còn đối với những cái khói vuông á, cái khói này nè các bạn lựa chọn bên phần 300 á, thì các bạn mua cho mình là 16 cái khói nha bạn. Các bạn mua này, các bạn mua cho mình là 16 cái khói hoa này nha. 16, các bạn mua cho mình là 16 cái khói này đi cho mình nha. Các bạn mua cho mình là 16 cái khói hoa này. Hình như là 16, hình như mình thấy cũng hơi dư đó các bạn. Mà thôi các bạn mua cho mình 16 khói đi. Rồi riêng về làm phần mà trang trí á, thì tùy theo các bạn thôi. Ở đây mình trang trí thì mình chỉ dùng một cái vòng này thôi, thì nó tốn có khoảng là tầm là 20 cái kim cương thôi các bạn. Đây giúp các bạn mua thêm cho mình một cái này nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu ý cái đoạn này các bạn đừng có tua nha. Tua thì các bạn sẽ rất là khó để thực hiện á. Giờ chúng ta cùng bắt tay vào công việc là chúng ta sẽ chỉ có cây thông thôi nào. Đầu tiên các bạn hãy tìm một cái chỗ mà các bạn dự định sẽ đặt cây thông ngay tại đó. Mình khuyên các bạn là nên tìm cái chỗ nào mà có cái vách tường nó cao một xíu các bạn. Đây mình sẽ chọn ngay cái chỗ này nha các bạn. Thì các bạn sẽ vào chỉnh sửa nhà và chúng ta sẽ lấy những cái vật dụng hồi nãy mà chúng ta vừa mua các bạn. Các bạn hãy lấy cho mình cái khối cầu thang này ra là 3 khối để chúng ta xếp thành một cái hàng ngang. Đó như thế này các bạn. Và tiếp tục chúng ta sẽ làm cái thân cây của cây thông. Mình khuyên các bạn là chúng ta làm cái thân cây thì chúng ta chỉ làm một mặt như thế này là đủ rồi nha các bạn. Vì chúng ta sẽ làm những cái tảng cây á. Rồi chúng ta sẽ còn làm những cái tán cây của cái cây thông á. Do đó cây thông nó sẽ rất là cao luôn. Thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy ra những cái khối màu xanh như thế này. Các bạn hãy sắp thành hàng ngang cho mình. Các bạn cũng sắp thành hàng ngang là 3 khối. Các bạn nhớ sắp lại cho đồng đều như thế này nha bạn. Và tiếp tục chúng ta sẽ lấy ra 2 cái khối cầu thang màu xanh. Các bạn cũng sắp ngang với cái khối vuông mà chúng ta vừa sắp luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Công đoạn này các bạn phải kiểm tra cho kỹ nha. Chúng ta sẽ làm cho nó thật đều đều nó mới đẹp nha. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái khối thang mà chúng ta sẽ xây. Rồi như thế này các bạn, xây như thế này cho mình nha các bạn. Tương tự với cái khối còn lại cũng vậy luôn. Đó, nhìn cho nó đều nha. Rồi các bạn, sau đó chúng ta sẽ lấy những cái khối vuông ra. Các bạn hãy để lên như thế này. Coi canh chơi nó bằng chưa. Nếu nó bằng rồi, bắt đầu chúng ta xây. Rồi chúng ta sẽ làm cái thiết của cái tán cây. Các bạn kéo xuống như thế này. Đó, như thế này nha các bạn. Đó, thấy ok chưa. Chúng ta sẽ làm những cái từng bậc thôi, giống như bậc thang các bạn. Tương tự với bên đây cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ để lên đây cam cho nó bằng trước. Các bạn tua là các bạn sẽ khó làm đẹp nha. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ kéo lại tương tự như với bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại hai bên một lần nữa để xem hai bên nó đồng đều chưa từng cái góc cạnh. Các bạn thấy đều chưa? Rồi các bạn, rồi bằng trang nhau đó, mình thấy ok rồi đó. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy những cái khối vuông ra nữa. Rồi chúng ta sẽ sắp lên đây như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ xây. Đó, sau đó chúng ta sẽ canh nha.
các bạn hãy canh cho cái phía nó vừa tầm là được rồi đó. Thấy ok chưa? Tương tự với bên đây cũng vậy luôn các bạn, nó rất là đơn giản. Lần đầu nếu mà chúng ta không biết làm thì nó khó, nhưng khi mà chúng ta làm được rồi thì nó rất là đơn giản. Mình nói là đơn giản vậy thôi chứ mình làm cũng khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ mới được các bạn. Mình cũng học hỏi từ những cái bạn ở trên group thôi ha. Đó, 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 mình nhìn rồi mình tự đi coi theo chứ không có ai mà hướng dẫn mình cả. Mình thấy hình như là bên đây nó chưa có điều các bạn. Bên đây hình như là nó nhô cao ra hơn thì phải. Sau đó mình sẽ kéo vô một chút nữa. Nhưng mà kéo vô quá thì nó sẽ bằng như thế này. Thì cái thông nó sẽ không đẹp nha. Đó, như vậy là ok đó các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Chúng ta sẽ nhìn những cái khía của những cái tảng cây thông, coi nó đều chưa các bạn. Những cái khối nó sẽ có những cái khía nha. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sẽ lít đầy cái khoảng trống ở giữa. Đó, như thế này nha các bạn. Các bạn đi coi cây thông theo kiểu của mình thì nó rất là tiết kiệm luôn các bạn ơi. Tiếp theo các bạn hãy lấy những cái khối màu xanh đó để chúng ta tiếp tục đi coi. Bàn tay này các bạn đẩy ngay như thế này nha các bạn. Đó, rồi các bạn nhìn cái khí của nó này cho nó coi nó đều chưa, giống như cái cầu thang đi lên vậy các bạn. Tương tự với bên đây cũng vậy. Bên đây nó chưa đều ra, chúng ta sẽ kéo xuống một xíu cho đều. Rồi ok. Nếu mà các bạn làm đến đây, các bạn đi coi cây thông đến đây mà các bạn thấy một cái cây thông nhỏ ở giữa như thế này là chúng ta đã hoàn thành nữa nha các bạn. Mà các cái quy trình các bạn đi coi nó đồng nhất với nhau, có nghĩa là những cái kích thước, cái tỷ lệ nó chính xác các bạn. Thì các bạn sẽ thấy một cái cây thông nó nhỏ nhỏ ở giữa như thế này nè các bạn. Wow. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy thêm một cái mảnh nữa, một cái khối nữa chứ. Rồi chúng ta sẽ làm cái ngọn nha. Đó, chúng ta sẽ xây lên. Xây. Đó, các bạn thấy chưa, hình dáng một cây thông nó ra rồi. À, còn cái lỗ nhỏ các bạn, cái lỗ nhỏ của cái thông các bạn có thể làm để như vậy cho nó đẹp cũng được. Thì các bạn có thể dùng cái khối để chúng ta lít đầy nha. Ở đây mình sẽ lắp đầy luôn. Đó. Đó, vậy là cây thông của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ là tới cái phần mà chúng ta sẽ trang trí cái đế cũng như là cái thân của cây thông. Ở đây mình sẽ tiếp tục decor là mình sẽ sử dụng một cái miếng mà hồi nãy mình vừa mua các bạn. Miếng trang trí cây thông á. Ở đây các bạn có thể mua nhiều miếng. Chúng ta có thể điều chỉnh nhiều cái góc độ khác nhau cho cây thông nó đẹp hơn. Đây, mình sẽ điều chỉnh cái miếng căng này xéo như thế này. Nhìn cho nó vừa mắt chút. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ lấy thêm những cái thảm này. Chúng ta sẽ làm cái chỗ cùng bạn bè đến đây để ngồi trò chuyện và tán gẫu cùng nhau các bạn. Ở cái chi phí đó cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Nó chỉ tốn có 8.000 cái tiền sao và 20 cái nguyên kim cương mà chúng ta đã có một cái cây thông hoàn chỉnh nha các bạn. Nếu mà chúng ta không tính thêm cái vật phẩm trang trí thì nó chỉ tốn có 8.000 cái tiền sao thôi. Mình đã tính ra rồi, nó không có mất bao nhiêu tiền đâu. Thì sau này mình sẽ làm nguyên cái series về decor cái căn nhà của mình. Mình sẽ tiếp tục decor những cái vật phẩm trong cái thời gian tới các bạn. Mình sẽ decor những cái món khác nữa. Thì mong các bạn ủng hộ mình nha các bạn.
đã hoàn thành thì các bạn hãy tháo hai cái khối cầu thang ở hai bên mà ban đầu chúng ta đã lắp vào, và chúng ta sẽ thay thành những cái khối hình vuông. Sau đó các bạn hãy căn chỉnh và chỉnh sửa sao cho nó vừa mắt đẹp mắt là ok nhé các bạn. Còn bây giờ thì mình phải đi câu cá để kè tiền để tiếp tục đi co những cái vật phẩm khác trong căn nhà 21k của mình rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong phần 2 nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.